Chào tất cả mọi người đã đến với channel của mình nhá. Hôm nay mình vừa đi hái ở bờ sông được chùm dâu da ngon lắm mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ ở đây không có ớt thôi, mình chấm tạm dâu da với cả muối nhá mọi người. Mời mọi người thưởng thức nhá. Thèm chua quá mọi người ạ. Rất là chua. Ai từng là học sinh thì đã được ăn cái này rồi. Chua lắm mọi người. Mọi người có thấy chảy nước miếng ra không? Đây mọi người.
dâu da này người ta gọi là dâu da xoan. Nó rất là chua. Thôi. Thật sự không thể ăn được nữa rồi mọi người. Thôi bây giờ mình dừng video đấy. Hẹn các anh em ở các clip tiếp theo nhá. Tối là nhìn cái clip này là các anh em hơi hại lão muốn ăn chua lắm đúng không ạ? Thật sự là rất là chua. Nhưng ngon mọi người ạ. Tính thoảng là mình sẽ làm những cái video nhom nhem mọi người ăn như thế này nha mọi người. Hẹn các anh em các video tiếp theo nha. Bye bye. Bye bye.